Xin chào toàn thể quý vị, các bạn đang theo dõi chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về công nghệ đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Hôm nay thì công ty nhà đẹp Green sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Thái rất là đẹp đây. Phía trước màn hình quý vị các bạn là cái khung cảnh toàn bộ cái hình khối kiến trúc bên ngoài của công trình. Công trình này thì được thiết kế với cái phong cách hiện đại là màu sơn chủ đạo bên ngoài là trắng sứ, điểm nhấn là những cái nét xanh ghi rất là đẹp và bên trên là cái hệ mái ngói màu đỏ. Khu vực không gian bếp thì đã được tách riêng ra bên ngoài đây. Còn bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng thật kỹ từng cái nét hình khối kiến trúc bên ngoài công trình này. Để quý vị các bạn nào mà yêu thích cái mẫu nhà này thì có thể liên hệ ngay ngay trực tiếp với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 3256 0386 3256. Đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ về trực tiếp tại gia đình quý vị các bạn khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế giúp quý vị các bạn có một cái công trình hoàn hảo nhất. Thì tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn công năng sử dụng công trình này như sau. Ở phần bên trong công trình thì có 3 phòng ngủ, phòng khách, khu vực không gian phòng thờ và phía cuối nhà sẽ là nhà tắm, nhà vệ sinh chung. Ngoài ra thì công trình này được thiết kế với cái hệ bậc thềm là ngũ cấp. Ở giữa thì ốp đá galit màu đỏ tượng trưng cho cái việc mình mời khách ở bên trong nhà. Và đây là hai bên trụ cột thiết kế hai cái đèn hiện đại. Mái là hệ mái ba mái chữ A, quý vị các bạn có thể thấy những cái đường nét điểm nhấn nhá rất là đẹp và có một cái điểm lát gạch giả vân đá rất là đẹp đây, quý vị các bạn có thể thấy. Toàn bộ cái phần trụ cột và khu vực bậc thềm thì được ốp đá galit. Ở giữa thì ốp đá galit đỏ. Thì bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng tôi đi vào để khám phá toàn bộ cái công năng sử dụng bên trong công trình này nhé. Hệ cửa của công trình này thì sử dụng cửa gỗ lim nam phi, cửa gỗ lim nam phi 4 cánh nhá. Với cái hình sải quạt trang trí đã được rất nhiều các công trình ngày nay đưa vào sử dụng. Và phía bên trên là kết hợp với lại cái hệ pa lô kính, vừa đưa cái ánh sáng vào bên trong nhà nó hài hòa và hợp lý. Bởi vì cái phần pa lô kính phía bên trên này cũng rất là an toàn. Thì tiếp theo mời quý vị các bạn cùng tôi tiến vào cái không gian khu vực sảnh chung đây. Sau khu vực sảnh chung này thì sẽ là không gian khu vực phòng khách của gia đình. Và phía bên tay phải sẽ là khu vực ô phòng thờ. Công trình này thì có 3 phòng ngủ. Và đặc biệt nữa là khu vực không gian sảnh chung này có thiết kế hai cái ô cửa sổ để mình đón gió và ánh sáng ở bên trong, giúp công trình có sự đối lưu không khí bên trong nhà. Vậy thì không khí bên trong nhà lúc nào cũng tươi và mát, sạch sẽ. Đây cũng là cái yếu tố hàng đầu mà công ty thiết kế nhà đẹp Green lấy làm tiêu chí để thiết kế cho gia đình khách hàng. Thì phía bên tay phải tôi đây sẽ là không gian khu vực phòng thờ. Vì các bạn có thể thấy rõ được cái nét vòm cong tạo sự khác biệt giữa không gian khu vực sinh hoạt chung và khu vực tâm linh của gia đình. Thì ở đây quý vị các bạn có thể thấy rõ được những cái đường nét thiết kế của kiến trúc sư rất là sắc sảo khi mà mình đưa được cái gió và ánh sáng vào trong cái khu vực không gian phòng thờ này rất là hài hòa và hợp lý. Và phía hành lang chung đây sẽ là khu vực 3 phòng ngủ phía cuối nhà. Ở đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này thì có diện tích là 14 m², có một cái ô cửa sổ 3 cánh để lấy gió và ánh sáng ở bên trong nhà. Ngày mai thì gia chủ sẽ làm thêm cái rèm nữa, rèm 2 lớp để mình che đi cái ánh nắng quá gay gắt vào cái ban ngày. Vì cái cửa sổ đấy là cửa sổ khu vực hướng đông. Còn đây là phòng ngủ số 2. Dọc cái hành lang này sẽ có 3 phòng ngủ và khu vực nhà tắm và nhà sinh chung đều khép kín bên trong nhà hết. Phòng ngủ này thì cũng tương tự như phòng ngủ vừa rồi, cùng với cái diện tích là 14 m². Và cuối phía hành lang đây thì sẽ có thêm một phòng ngủ nữa, kèm với không gian khu vực phòng tắm và phòng vệ sinh của phía cuối nhà. Đây là cái phòng ngủ số 3 của công trình. Công trình này thì có 3 phòng ngủ nhá. Quý vị các bạn nào mà gia đình 3 thế hệ và có một cháu nhỏ thì có thể đây là một cái gợi ý rất là phù hợp với lại gia đình quý vị các bạn. Và phía cuối nhà đây sẽ là cái khu vực cửa nách và đây là không gian khu vực nhà tắm và nhà sinh chung của gia chủ. Cũng đã được thiết kế gọn gàng với cái chiều ngang là 1,5 m nhân với lại cái chiều sâu để đảm bảo cho cái công trình đủ rộng rãi. Đây quý vị các bạn có thể thấy rõ được cái cửa nách đi ra phía đằng sau nhà và cái cửa đấy cũng chính là cái cửa đối lưu không khí từ khu vực cửa chính và cửa sổ các phòng và đẩy vào phía cuối nhà đấy, và như vậy thì không khí bên trong nhà nó có sự lưu thông. Ở đây thì gia chủ cũng đã thuê vẽ một bức tranh rất là đẹp đây, quý vị các bạn có thể thấy chiêm ngưỡng cái bức tranh khu vực đồng quê ở những cái vùng nông thôn mà mình sinh ra và lớn lên. Mỗi khi mình ngắm lại được cái nét đẹp, nét hồn Việt xưa thì chúng ta sẽ cảm giác thư thái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ về cái công năng sử dụng bên trong công trình này. Quý vị các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế xây dựng, và nếu quý vị các bạn cũng yêu thích cái mẫu nhà vườn mái Thái này
với cái hệ mái ngói màu đỏ cực kỳ đẹp này, thì quý vị các bạn có thể liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ về trực tiếp tại gia đình quý vị các bạn, khảo sát hiện trạng đất, lên phương án thiết kế, giúp quý vị các bạn có một cái công trình đẹp về cái hình khối kiến trúc bên ngoài, phù hợp với lại mệnh tuổi gia chủ, và đặc biệt hơn nữa là cái công năng sử dụng bên trong nó hài hòa hợp lý, không bị lãng phí trong quá trình xây dựng. Bởi vì khi quý các bạn tìm đến nhà đẹp Green thì quý các bạn có thể nhìn trước được toàn bộ những cái hình khối kiến trúc bên ngoài của công trình cũng như toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ để quý các bạn có thể nhìn thấy trước được ngôi nhà tương lai của mình và yên tâm hơn khi giao nhiệm vụ xây dựng cho các bác thợ. Thay mặt đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green, qua video này gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở của công ty thiết kế nhà đẹp Green trên toàn quốc. Chuyên mục chia sẻ nhà ảnh thực tế về cái màu đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green đến đây là kết thúc. Chúc quý vị các bạn và gia đình sẽ sớm xây dựng được ngôi nhà đẹp phù hợp với lại mong muốn, nguyện vọng của bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo.